chào các em, cô là cô giáo Google. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em hiểu chuyển sinh là gì. Các em hãy ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài. 1. Khái niệm tính năng chuyển sinh là một hình thức khác để tăng cấp cung đấu cực mạnh cho ba loại nhân vật tùy tùng trang bị. Loại 1 chuyển sinh nhân vật, sau khi đạt level yêu cầu, các bé cần thực hiện một số nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bé sẽ tiến hành chuyển sinh, có tất cả 3 lần chuyển sinh. Cứ mỗi lần chuyển sinh, nhân vật sẽ tăng cung đấu nhận được thêm một kỹ năng chủ động hoặc bị động mới. Mỗi lần chuyển sinh, level nhân vật sẽ bị giảm, nhưng sức mạnh sẽ tăng lên. Mà khi level tăng lên, nhân vật càng sẽ mạnh hơn nữa, level của các kỹ năng sẽ không thay đổi sau chuyển sinh. Loại 2 chuyển sinh tùy tùng, sau khi tùy tùng đạt level yêu cầu, tùy tùng cần dùng SP đơn để chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh, tùy tùng sẽ được gia tăng cung đấu, thuộc tính. Loại 3 chuyển sinh trang bị, sau khi trang bị đạt level yêu cầu, trang bị cần có bạc để chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh trang bị sẽ được gia tăng cung đấu, thuộc tính. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho cô nhé. Cô yêu các em rất nhiều.